đo lường đối với phương tiện đó, đo lường nhóm 2 và được lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Do đó các thông tư mà máy bắn tốc độ hiển thị là những thông số chính xác về tốc độ của phương tiện. Dạ vâng, như vậy thì quy trình xử phạt với hành vi vượt quá tốc độ sẽ như thế nào ạ? Thì đối với trường hợp người vi phạm đề nghị được xem hình ảnh vi phạm trên máy tốc độ thì căn cứ theo điểm A khoản 2 điều 14 của thông tư 01/2016, thông tư Bộ Công an ban hành ngày 4/1/2016 về quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2016 thì khi đã ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ